giáo chủ Kỳ Na giáo ra đời hay Đức Phật ra đời trước, ai khai sáng đạo trước và điểm khác nhau giữa hai tôn giáo? Kỳ Na giáo là cái đạo là Ni Kiền Tử á. Ở trong Kinh Tạng nói về Ni Kiền Tử, thì cái tôn giáo Ni Kiền Tử này á, cái gọi là cái, họ đưa ra cái bằng chứng lịch sử là họ đã có từ mấy đời giáo chủ trước rồi, chứ cái vị Ni Ganh Thá này không phải là vị giáo chủ đầu tiên. Nhưng mà nếu như mà mình truy như vậy thì Đức Thế Tôn ngài cũng có thể truy là các cái thời Đức Phật quá khứ thì ngài cũng đã có, thì cũng đã có rồi. Cho nên mình truy như vậy thì nó cũng hơi kỳ đó. Còn nếu như quý vị truy là cái tuổi đời đó, tuổi đời của Đức Thế Tôn và tuổi đời của vị Ni Ganh Thá này á, là ai lớn hơn, thì tuổi đời của vị Ni Ganh Thá là lớn hơn. Và không chỉ một mình vị Ni Ganh Thá này mà ở rất là nhiều những cái tôn giáo khác thì tuổi đời của các vị giáo chủ á, đều rất nhiều vị là lớn hơn Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái người lớn hơn là cái người ra khỏi tam giới chứ, chứ không phải là cái người mà cái tuổi đời lớn, cái tuổi đời nhiều hơn nha. Cái lớn hơn là cái người ít phiền não hơn, cái người giải thoát giác ngộ thì đó mới được gọi là lớn hơn. Chứ còn cái người mà chỉ đơn giản tính về tuổi già thôi đó, thì đó chẳng qua là cái sự già lão chứ không phải là cái sự lớn hơn ở đây. Còn nói về cái giáo lý của bên Ni Ganh Thá đó, nếu như chúng ta không có tìm hiểu kỹ á, thì chúng ta thấy Ni Ganh Thá là cũng gần với Phật giáo nhưng thực tế nó khác nhiều lắm. Và khác ở đây là khác một cách nghiêm trọng chứ không phải là khác một cách bình thường. Ví dụ như bên Ni Ganh Thá đó chủ trương là khổ hạnh là sẽ tiêu nghiệp. Tức là mình bị những cái ác nghiệp đó, mình khổ hạnh đi, nó sẽ tiêu nghiệp. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Đức Thế Tôn dạy đó, nghiệp thì mình phải thọ lãnh, và điều quan trọng đó là mình phải tích cực làm các điều thiện, chứ không phải là cái chuyện mình tu tập khổ hạnh mà nhờ như vậy á, các cái ác nghiệp nó bị tiêu đâu, thì đó không thể nào có được. Cái thứ hai đó là chủ trương á, trừng phạt, chủ trương trừng phạt để không làm ác. Nếu anh Thá chủ trương là ví dụ như mình làm một cái nghiệp ác gì đó thì mình sẽ có một cái sự trừng phạt tương ứng, và thông qua đó đó là cái nghiệp của mình nó sẽ bị tiêu trừ. Ví dụ như mình ngày hôm nay mình thấy người phụ nữ mà mình khởi cái lòng ái nhiễm đi, thì vị đó có thể làm một chuyện như là đi ra bờ sông, vác một cái tảng đá rồi tới đắp lên cái ụ đá, rồi nhờ như vậy đó là cái nghiệp của vị đó sẽ hết. Bên Ni Ganh Thá họ suy nghĩ như vậy đó. Và đối với họ đó là thân nghiệp á, là quan trọng nhất và ý nghiệp là ít quan trọng nhất. Nhưng mà theo đạo Phật mình thì không phải như vậy. Thứ nhất á, đạo Phật thì chủ trương nhân quả ha, chứ không có cái vụ mà mình khổ hạnh tiêu nghiệp. Cái thứ hai á là đạo Phật không chủ trương trừng phạt để tiêu nghiệp, chuyện nó không có. Và cái trong cái tam nghiệp á, là ý nghiệp là cần phải được quan tâm nhất chứ không phải là thân nghiệp. Cho nên là bên Ni Ganh Thá thì cũng có nhiều chỗ khác với Phật giáo. Và ở cái điểm này thì không biết hai vị có bổ sung gì hay không. Thì nói hết rồi. Nếu anh đá là ta bút tá, tức là nhiên là tất nhiên sẽ ra đời trước Đức Phật rồi. Nếu mình nói Bồ Tát á thì nó còn không biết làm sao, nhưng mình nói Đức Phật ra đời chưa thì chắc chắn là trước rồi. Ở đây mình dung được hai từ Bồ Tát với cái từ Đức Phật. Nếu Đức Phật ra đời ra là lúc thành đạo, còn Bồ Tát hiện ra ra đời là cái ngày ngày giáng sinh khỏi lòng mẹ Maya. Ở đây mình phải hiểu hai cái hướng như vậy. Chứ mình nói Đức Phật ra đời mà mình ám chỉ cái giai đoạn Bồ Tát đản sanh đó là chất quốc. Còn còn cái luận điểm của
kỳ Na giáo á, Natabutta của cái đạo của ông Nikantha Natabutta đó, ở đây á, được nói rất rõ trong kinh Sa Môn Quả, và được 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 gì được Đức Vua A Xà Thế biện hộ, gọi là phản biện để chứng minh cái luận điểm của kỳ Na giáo nó sai. Thì quý vị có thể đọc ở trong kinh Sa Môn Quả, và nếu quý vị muốn cái sự gọi là chi tiết hơn thì quý vị đọc hai cái quyển là chú giải kinh Sa Môn Quả do Thượng tọa Chánh Minh soạn. Thì trong đó nó thì sẽ thấy rõ là lúc ngày Chánh Minh ngày biên soạn quý vị sẽ đọc, quý vị sẽ rõ hơn về cái sự sai biệt của hai tôn giáo, đặc biệt là đây là cái sự biện phán biện của Đức Vua Xà Thế. Ông không chịu cái luận điểm của 6 vị giáo chủ lúc đó luôn, lục đạo môn phái, chứ không phải riêng về về kỳ Na giáo của Nikantha Natabutta. Chứ còn giờ tiêu luận không nhớ đâu nhé. Kính mời Đức Thầy Tường. Dạ, hai vị đại đức trả lời rất là đầy đủ rồi, dạ cũng không có xin xin phép lướt qua câu hỏi này. Dạ, xin cảm ơn. Thì đó, quý vị muốn tóm tắt thì sư đã tóm tắt một vài cái ý, còn mà muốn tìm hiểu sâu rộng hơn đó thì đọc qua cái bản Kinh Sa Môn Quả và cái bản chú giải Kinh Sa Môn Quả ha. Để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Để em lại một ngày hôm nay nữa. Sư con muốn tìm hiểu về Kasina gió, đời con đang tự thực hành ở nhà. Thì như sư nói đó là sư không hướng dẫn thiền qua mạng mà phải hướng dẫn thiền trực tiếp nha. Cái việc mà hướng dẫn thiền qua mạng có rất nhiều những vấn đề mà lỡ mà có sai lầm nó cứu không nổi. Nói dạy qua mạng thì nó rất là dễ, nhưng mà nhớ dùm nha, chịu trách nhiệm cho dòng sanh tử của quý vị là chính quý vị chứ không phải là sư đó. Thành ra đó là hãy cẩn trọng nha, vì cái sự lợi ích cho chính mình thì làm ơn làm phước đi học thiền trực tiếp dùm sư.